Thưa quý vị và các bạn, đất của người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và canh tác đã nhiều năm, nhưng nay lại thuộc đất quản lý của doanh nghiệp. Câu chuyện xảy ra tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên khi nhiều hộ dân bỗng phát hiện đất rừng bị trồng chéo với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên. Hơn 30 năm qua, trên khu đất rộng 2.500 m², gia đình ông Hoàng Văn Xanh đã xây dựng nhà và trồng cây lâm nghiệp. Theo ông Xanh, mảnh đất này đã được Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008. Đến năm 2021, khi đi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư thì mới phát hiện ra diện tích này nằm trong phạm vi quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên. Gia đình tôi đây làm nhà làm cửa như thế này nhưng mà hiện tại tức là chúng tôi không có quyền lợi gì ở chỗ này. Đấy, báo cáo với các anh là như thế. Bởi vì đi xin chuyển đổi không chuyển đổi được. Nhưng mà nếu mà tôi cầm cố đi vay ngân hàng thì lần trước tôi sổ đỏ của tôi vẫn vay được tiền ngân hàng. Tương tự gia đình ông Xanh, mảnh đồi rộng 4 hectare này được ông Hoàng Văn Vượng khai phá và canh tác từ bao năm nay. Tuy nhiên, hơn 2 năm gần đây, ông không được trồng cây lâu năm vì nằm trong phạm vi tranh chấp với doanh nghiệp. Mà chú có đất sổ đỏ đàng hoàng, nhưng mà chú không có đất, đất này là đất không có tranh chấp của chú. Thế các hộ cũng cả cái bản này là chứng nhận đất của chú hết, không có tranh chấp. Nhưng mà bây giờ lâm trường làm mà lâm trường lại phạt chú không cho, không biết làm. Chỉ tính riêng thôn Bản Giàng này đã có gần 30 hộ với hơn 12 hecta đất được xác định và có phạm vi trồng chéo với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên. Nhiều hộ canh tác trên diện tích đất này bị lập biên bản, thậm chí là xử phạt. Cuộc sống chủ yếu dựa vào lâm nghiệp, nhưng nay không có đất sản xuất, nhiều hộ gặp khó khăn. Muốn khai phá để canh tác thì trồng cây rồi trồng sản xuất để làm sao phục vụ đời sống. Tuy nhiên thì theo cái sự chỉ đạo cũng như là theo quy định thì hiện tại mà đang bị trồng chéo, chưa có một văn bản quy định để hướng dẫn để thực hiện thì cũng đây là một cái khó khăn đối với chính quyền địa phương và trong cái công tác quản lý đất đai cũng như là cái khó khăn cho người dân về cái điều kiện sản xuất. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Yên cho biết, năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định 606 về việc cho doanh nghiệp thuê đất với diện tích trên 66.000 hecta, gồm đất rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất, đất chưa sử dụng. Trong số này có nhiều diện tích mà người dân đã được cấp bìa từ trước đó và đã canh tác ổn định. Qua rà soát phối hợp giữa công ty phối hợp với lại chính quyền địa phương ấy, với lại đơn vị tư vấn như là phòng tài nguyên môi trường là cái diện tích này là người dân là người ta được cấp từ năm 2006. Và cái diện tích này thì công ty thì nhận bàn giao lại từ bên ban quản lý dự án 661 là từ năm 2011. Việc trồng chéo đất rừng giữa các hộ dân với doanh nghiệp xảy ra ở hầu hết các xã tại Bảo Yên từ nhiều năm nay. Liên quan đến vấn đề này, địa phương đang đẩy mạnh triển khai đề án số 86 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến hành rà soát, đo đạc nhằm xác định ranh giới để làm căn cứ giải quyết. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong chương trình thời sự sau.